Chào mọi người, xin chào tất cả mọi người nha. Video này mình dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 5.000 token EDR khoảng 25 đô. Để tham gia dán các bạn click phần link mô tả, mở Telegram và bấm nút start để chatbot nữa. Chương trình này góp này nó sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 11 năm 2020 các bạn. Không biết nó về hay là không, mình làm đại luôn đi các bạn. Rồi các bạn đầu tiên nhiệm vụ join kênh group kênh seller nữa nè. Rồi các bạn join vào một kênh các bạn. Đã đáp lời kênh seller thứ hai nè. Thằng này 3 kênh, 4 kênh như ta. 2 kênh. Rồi kênh thứ 3 tiếp tục nha các bạn. 3 kênh nè. Kênh seller tiếp tục nữa các bạn. 4 kênh nè. Rồi. Các bạn Thiewer thì các bạn follow Thiewer nha các bạn. Rồi các bạn chờ nó lót dán đến Thiewer chút xíu nha tất cả các bạn. Rồi, theo Word thì các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn cũng like và tự quyết là một bài đá game đi các bạn. Mình con này mình không biết lít sàn gì nào luôn. Khi nào nó về đi mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn bán sao cho các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn bắt up. Vâng, các bạn vào website nó để tìm hiểu cái website nữa các bạn. Rồi website nó không có gì cho các bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn bấm nút submit đi tên nè. Rồi các bạn điền lại cái username Telegram của tất cả các bạn nha. Công anh 113. Mình làm ai góp, nguồn ai góp quá gần này, không biết nó về không nữa các bạn. Thì cứ làm đại thì cũng chả mắc cái gì đâu. Rồi các bạn điền lại username thay word của các bạn nha các bạn. MMO của bạn. Rồi các bạn gửi nha các bạn. Rồi các bạn gửi địa chỉ. Rồi các bạn điền địa chỉ email của mình nha các bạn. Anh Nhân Quỳnh. Rồi các bạn gửi địa chỉ CMCTH nha các bạn. Các bạn mở địa chỉ em. Các bạn chocolate của tất cả các bạn ra nè. Các bạn copy địa chỉ ETH nè. Rồi. Rồi các bạn gỡ nha các bạn. Rồi các bạn bấm balance đi check số cần để kiếm được các bạn. Rồi mình đã nhận 5.000 tốc càng nè các bạn. Bấm get link. Mà lấy link ghép mình sẽ cho bạn bè những thằng withdraw thôi. Rồi. Vậy video này kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.